chiêu hồn được coi là xấu xa và thường bị cấm trong bế chế La Mã. Tuy nhiên, nhiều thành phố cổ đại nằm gần các địa điểm tiên tri, bí mật, nơi người xưa tin rằng mình có thể nói chuyện với người chết. Hang Teomim là một nơi như vậy. Các nhà nghiên cứu cho rằng tập tục bệnh hoạn bắt nguồn từ những người ngoại giáo định cư trong vùng sau khi người La Mã đánh đuổi người Do Thái. Hộp sọ người và các vật dụng khác trong hang Teomim được cho là dùng để chiêu hồn giao tiếp với người chết vào thời La Mã. Các nhà khoa học phát hiện 3 hộp sọ người, 120 chiếc đèn dầu, lưỡi diều và giáo cổ đại giấu trong hang Teomim gần Jerusalem, Lycaon hôm 17 tháng 7 đưa tin. Đây là những bằng chứng cho thấy vào thời La Mã, nơi này từng được sử dụng để thực hiện thuật chiêu hồn, nói chuyện với người chết. Nghiên cứu mới xuất bản trên tạp chí Harvard Theological Review, dựa trên kiểu dáng của các đồ tạo tác, nhóm nghiên cứu cho rằng nghi lễ được thực hiện trong hang, cách Jerusalem khoảng 20 dặm, 30 km về phía tây, vào giai đoạn thế kỷ 2 đến 4. Ở đó họ tìm thấy những điều kiện hoàn hảo, Jesus nói. Nó hơi hẻo lánh, nhưng không xa đường chính, nó sâu, nhưng không sâu lắm, và nó có một cái giếng sâu ở cuối mà họ coi là đường kết nối với thế giới ngầm. Hang động Teomim rộng lớn, đã được con người ghé thăm từ thời tiền sử, và phiến quân Do Thái đã sử dụng nó làm nơi ẩn náu khỏi quân La Mã trong cuộc nổi dậy Ba Cô Kê Hát Bia vào năm 132 đến 136, theo tác giả nghiên cứu Boaz Zisu, nhà khảo cổ, tại Đại học Ba'ilan, Israel. Người La Mã sau đó định cư tại đây với người dân từ những nơi khác thuộc đế chế, có thể từ Syria, Anatolia và Ai Cập. Họ mang theo những quan niệm mới, phong tục mới và có vẻ cả thuật chiêu hồn, Jesus nói. Trong quá trình khai quật, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra 3 kho tiền vàng và bạc từ thời đó. Một vỉa đá thạch cao canxit quý hiếm nằm sâu trong hang cũng đã được khai thác vào một thời điểm nào đó, có lẽ để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Đèn, sọ người và các mảnh vũ khí được đặt vào những khe nứt trong chiếc hang lớn, thường sâu đến mức nhóm nghiên cứu phải dùng gậy dài với móc ở đầu để lấy ra. Jesus cho biết, có thể người xưa cũng dùng gậy để đặt chúng vào đó. Các khe nứt quá sâu khiến đèn dầu không thể phát ra nhiều ánh sáng. Ban đầu, nhóm chuyên gia cho rằng, chúng là đồ vật dùng cho việc thờ cúng thần linh ở thế giới bên kia. Nhưng các hộp sọ cũng được lấy ra từ khe nứt, cho thấy mục đích thực sự của nghi lễ là cố gắng nói chuyện với người chết được cho là có khả năng báo trước tương lai. Theo nhóm nghiên cứu, xương người đôi khi được sử dụng để liên lạc với người đó sau khi chết, ngọn lửa bập bùng cũng được hiểu là lời nhắn nhủ từ thế giới bên kia. Hang động này cung cấp bằng chứng quan trọng về sự đa dạng của tập tục tôn giáo thời La Mã, về sự tương phản rõ rệt giữa các hang động được người theo thuyết đa thần thời La Mã sử dụng cho mục đích tôn giáo với các nhà thờ hang động Cơ Đốc giáo sớm nhất ở đất thánh, nhà khảo cổ Ken Dark tại Đại học King London cho biết. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.